Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra một nhà dân thuộc khu vực phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, phát hiện nhiều thùng hàng hóa là đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, kiểm tra ngôi nhà của hộ anh Nguyễn Thân, 32 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện có 20 thùng hàng đồ chơi trẻ em, trên vỏ có in chữ nước ngoài. Qua kiểm kê, số hàng hóa trên có 1.819 loại sản phẩm, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thìn khai nhận đã lấy số hàng hóa đồ chơi trẻ em này từ các tỉnh phía Bắc, vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ, đặc biệt là vào đợt dịp Tết sắp đến. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành lập biên bản, kiểm kê, niêm phong số hàng hóa đồ chơi trẻ em bị phát hiện để tiến hành xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.